Thế nên anh là rất tốt hay là đã sỏi? Để Chúa biến anh thành cái gì? Anh là bùi gai. Đó để hoan hô anh bùi gai. Sao anh bùi gai, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì? Con là do An Nguyễn Văn Mạnh, con 28 tuổi, con ở giáo dân Củ Chu. Con vào với mẹ, vợ con với mẹ con với chị con vào tố quả. Vâng. Con thì hiện tại con chỉ ăn để chơi và không ăn hỏi đi hỏi con chỉ ăn và chơi, con chẳng làm được gì cả. Đối với bụi gai anh từ ngoài Bắc vào đây, em chỉ ăn và chơi thôi, và đến đây thì được ơn như thế nào chia sẻ cho mọi người. Thế cha, là trước đây con ốm thì con chưa hết khoảng tầm 100 triệu ở Hà Nội đấy. Con thì trước đây con làm việc cũng kinh doanh buôn bán ấy, thì là thế cha, tự nhiên là con đầu tiên là bị có là đi bệnh viện Hà Nội có lý rất nhiều, người ta nói là có bị trầm cảm nhẹ rồi trầm cảm nặng ấy, lúc đấy là lúc đầu trầm cảm nặng, nó đau mức độ gọi là trung bình, rối loạn đau độ trung bình. Khi mà con uống thuốc được khoảng 2 năm rồi thì bác sĩ cứ bảo là con hỏi bao giờ hỏi bác sĩ cứ bảo là uống nữa thì là coi như là còn đâu, có nghĩa là uống còn đâu. Thì con về quê thì con không làm nữa, thì con vợ con lại ra một cái xứ ở Hải Hậu, thì con ở Trường Phú mà con ra Hải Hậu thì con làm ăn ở đấy, thì con đi đầu đấy, con đi nhà nguyện ở một cái xứ lạ ấy, con đi nguyện với mẹ các cụ dòng ấy, thì các cụ cũng rủ con đi làm thương cho Chúa. Thì đi làm thương cho Chúa thì có người bảo là đi làm thương cho Chúa là cái hôm đấy là phá đóng xứ đấy, đôi lần người ta đủ con đi hạn đấy con không đi ạ, đôi lần người ta thử các tao bỏ cái lọc thì con cũng cứ làm. Thì khi mà đến giờ đây thì chú ba con là không phải uống thuốc nữa, còn trước đây nếu con uống thuốc thì nó thật là nếu có 3 ngày con uống thuốc thì cũng khác gì người chết rồi, mà nó đau đầu nó không chịu được, mà cáu bắt rồi thậm chí là đánh vợ đánh chửi vợ con. Nhưng mà khi mà đi làm ông Chúa từ hồi đến giờ con chửi ai mà con nghĩ gì đó mà con muốn chửi ai ấy, thì con thấy nhớ một cái 80 phút thần là ai hiền là đấy là cụ thần, vì chứ sẽ được đất chú ý ở nhà quả như vậy. Đầu tiên con nghĩ là ai như này thì bây giờ con không bổ cái câu kinh đó, và đêm con mở cái sách đó ra để con học thuộc và con nhớ hết đầu là mỗi khi mình mà có mắng chửi vợ hay muốn chửi ai hay là đánh vợ thì mình nhớ là mình hiền là đấy là cụ thần, vì mình không đánh không nên không làm như vậy, vì nếu làm như vậy thì thật sự là con xa bước đi Chúa lắm. Mình đang thắng là vì thật sự là con thấy là chưa có một giờ nào mà con xứng đáng là con gái Chúa cả, còn con thật sự là quá nhiều tội lỗi. Còn trước khi đây là mẹ con vào, mẹ đẻ con vào đây là con phải hóc môn. Nếu bình thường hôm nay nếu mà các bác cho con khoảng 1 triệu con đi xe với lại bao thì chắc con không đến từ đây được, tại vì con đau đầu mà ốm lắm không đi được. Thế khi mẹ con vào đây cách đây khoảng hơn 1 năm mẹ đẻ con thì bảo con gì, con bảo ốm không đi được, thì sau đó thì con lướt đào đi rất đau rồi. Sau đấy con rất khỏe, đến lúc mà ngày chuyển quân vào đây thì tối chủ nhật là tối là sáng như chiều thứ tư thứ hai con đi xe này, thì con ốm mẹ đêm con bảo chắc này không đi được, mà con cứ đêm thì cứ vùi khổ khổ nào, cứ đi khổ khổ nào đau thương phải chú ý xuống chinh cha thương sâu chúng con phải làm gì rồi. Thế sáng thứ hai con khỏe con đi, con vào con đi được cảm thấy bình thường, còn nếu mà đi sức khỏe con thì chắc chắn là con không dám đi xe, thậm chí là máy bay con không dám, tại vì là nó con to này mà thật sự là ốm rồi là nếu mà ra gió khoảng một tiếng khi về ốm uống thuốc 10 ngày 1 triệu tiền thuốc vẫn chưa khỏi. Đấy là chú ba của con, tất cả là mọi việc là chú đưa con vào đây, mà cha bảo con làm chứng thì thật sự là cũng mọi sự là chú làm. Con chỉ là một đầy tớ vô dụng, không làm được một cái gì nếu không có Chúa, kể cả từ một lời nói con không nói trên đây chia sẻ không bạn. Nếu con không có Chúa thì không làm được điều gì đó. Mà qua đây con muốn giới thiệu là con đã đọc cái chuyện tích trong cái tích Vân Khôi đấy nha. Từ khi con đọc thì là lúc nào cũng đeo, nhiều lúc mặc cái áo không mà nó không cổ ấy, con cứ đeo, con chẳng xấu hổ được cả chứ. Nếu có mẹ thì không phải sợ chi, trừ lúc tắm con bỏ rồi. Đấy là cái kinh Vân Khôi thì thật sự là cũng rất là linh nghiệm, nằm thương xót Chúa cũng thế. Mà khi mà mình khấn xin điều gì đó mình phải tin được tuyệt đối thì mình với được mà. Còn ra có một bà là thương xót chứ. Nói chưa? Dạ, con thì nhà con có đài rồi, bố con có đài, bố ngoại có đài rồi. Thì nếu mà cha cho con thì con xin để con để cho anh con. Thì là anh con chưa khó mà con rất muốn là con nào, nhiều lúc con có rất muốn là tất cả mọi người trên thế giới này đều, con chỉ ước muộn là nhiều lúc con cầu nguyện là
xin Chúa cho tất cả những người trên thế giới nghe cái đài này. Và con cầu nguyện thì con luôn cầu nguyện là xin Chúa cho con được làm theo thánh ý Chúa, rồi là mọi người được làm theo thánh ý Chúa, sống xứng đáng làm con cái Chúa. Và đặc biệt là con xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người ngoại giáo sớm được trở lại cùng Chúa. Rồi, này con, cái câu kết xin cho người ngoại đạo được trở lại cùng Chúa, đây là Paulo trở lại mời con về chỗ để tiếp tục và tặng ngay cái tay của con nhé. Đó là đi của cộng đoàn về tặng anh của con, được chưa? Nhá. Con nhờ cha làm bài hát cho con. Đến cưới con mẹ đem cho con vợ con của con. Cưới chưa đấy, cưới chưa đấy. Không, không, con cưới chưa đấy, cưới đấy, cưới đấy, cưới đấy. Con cứ như lấy, khi nào mà các cậu nào cần thì sẽ lấy nha. Con cứ như lấy, người nhân cưới đó là cái món quà kỷ niệm của vợ chồng. Cứ như lấy để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh. Nhớ cái câu đó, khi nào mà cậu nào cần, Chúa sẽ gọi. Nhớ, bây giờ chuyện của con là cầu nguyện và lan truyền lòng Chúa thương xót trong khả năng của con, trong những cái gì trong tầm tay của con. Để ước nguyện của con chính là điều Chúa mong muốn là cho toàn nhân loại này nhận biết lòng thương xót của Chúa. Còn anh bạn, anh là một người nhận mình là